Koi Cali Heights là một tòa nhà 6 tầng, bao gồm 25 căn hộ từ 1 phòng ngủ cho đến 4 phòng ngủ, được xây dựng ngay trung tâm Cali Heights, nơi chỉ cách Liverpool Westfield khoảng 5 cây số. Dự án này chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã bán hết và giai đoạn 2 chỉ vừa chào hàng và chỉ còn lại vài căn hộ mà thôi, giá bán từ 450.000 đô la. Dự án sẽ được bắt đầu xây dựng vào cuối tháng 11 năm 2016 và dự phỏng sẽ hoàn tất vào cuối năm 2018. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc qua văn phòng The Auckland Simon qua số 02 9754 1100, địa chỉ văn phòng tại số 20B John Street, Capramatta.